Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Thúy Diễm bất ngờ khoe bụng bầu to vượt mặt. Thúy Diễm và Lương Thế Thành là một cặp đôi hạnh phúc trong làng giải trí Việt. Gần đây cặp đôi thường đề cập đến vấn đề sinh thêm nhóc tỳ thứ hai. Mới đây nhất Thúy Diễm bất ngờ khoe ảnh bụng bầu to tướng và thu hút khá nhiều sự chú ý của khán giả. Trên trang Facebook cá nhân Thúy Diễm đã đăng tải loạt ảnh khoe bụng bầu to vượt mặt của mình. Khán giả vô cùng hào hứng khi tưởng rằng vợ chồng Lương Thế Thành sắp sửa chào đón nhóc tỳ thứ hai ra đời. Tuy nhiên vẫn có một số cư dân mạng thắc mắc rằng liệu nữ diễn viên thật sự mang thai hay đây chỉ là tạo hình lúc đóng phim. Không để khán giả tò mò, Thúy Diễm đã đính kèm theo dòng trạng thái để giải thích rõ ràng. Người diễn viên cho biết thời gian gần đây cô có tiếp xúc với người mắc Covid-19 nên đã tạm dừng đóng phim trong khoảng một tuần. Sau khi test PCR và vẫn cho kết quả an toàn nên cô được đoàn phim cách ly riêng để quay những cảnh tiếp theo. Ngay khi trở lại đoàn phim, Thúy Diễm phải hóa thân thành một bà bầu để quay các phân cảnh trong phim. Bà xã Lương Thế Thành chia sẻ, sau khi test PCR an toàn, thì Diễm Diễm đã bị đoàn phim ban đi cách ly riêng và quay tiếp phim Xua Gia. Ốp một tuần nay, quay cảnh đầu tiên cái dính hai vạch, bầu liền, ủa con ai đây? Khán giả thích thú trước lời chia sẻ đầy hóm hỉnh của Thúy Diễm, nhiều người cho biết họ đã mừng hụt vì cứ ngỡ rằng vợ chồng nội diễn viên sắp có tin vui. Một số bình luận của cư dân mạng, chỉ nhìn hình thôi thì em cứ tưởng chị Diễm mang thai, tính đâu bảo bảo sắp có em rồi làm mừng hụt ghê. Đi đâu cũng không né được hai vạch, nhưng mà hai vạch cũng có loại này loại kia, hai hoàn cảnh, hai cảm xúc khác nhau. Chị Diễm xinh quá chị mà không nói là em ngỡ anh chị có em bé nữa rồi Dù là mẹ bầu nhưng vẫn xinh đẹp Suýt nữa là vào bình luận chúc mừng gia đình anh chị rồi Khán giả mừng hụt vì tưởng rằng cô nàng thật sự đang mang thai ở thời điểm hiện tại thúy diễm vẫn còn đang dành toàn bộ thời gian tập trung của mình cho công việc kinh doanh và đóng phim nữ diễn viên từng tâm sự rằng cô sẽ cố gắng hoàn thành hết các công việc trong năm nay sau khi đóng máy và kinh doanh cũng ổn định bà xã lương thế thành sẽ tạm dừng hoạt động một thời gian để ở nhà sinh con trong năm sau Thúy Diệm cho biết vợ chồng cô đã có ý định sẽ sinh thêm con để bé bảo bảo có em và gia đình cũng rộn ràng tiếng cười nhiều hơn. Tuy nhiên trong năm nay, nội diện viên có khá nhiều dự án và kế hoạch mới cho sự nghiệp. Bên cạnh đó làng giải trí Việt cũng vừa hoạt động lại sau một năm đóng băng mùa dịch nên cô cần hoạt động hết công suất do đó bà xã lương thế thành giờ dự định sinh con thứ hai vào năm sau bên cạnh đó thúy diệm vô cùng hạnh phúc khi có được ông xã rất tâm lý và luôn yêu thương gia đình vì không muốn để vợ vất vả nên mọi công việc gia đình đến chăm con lương thế thành đều dành đảm nhận thời gian gần đây thúy diệm thường xuyên đi quay phim xa nhà nam diễn viên ở nhà một tay lo cho gia đình và chăm bé bảo bảo Khán giả vô cùng ngưỡng mộ trước cuộc hôn nhân hạnh phúc của Thúy Diễm và Lương Thế Thành. Nhiều khán giả mong rằng năm sau sẽ nhận được tin vui từ cặp vợ chồng này theo đúng dự định của nữ diễn viên. Còn bạn, bạn nghĩ sao về điều này? Hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.